em xin kính chào cô chú anh chị. Em giao lô cho cô chú anh chị cái lô này là lô linh sam song phinh lá rí nha anh chị. Lá nó dài dài mà nó nhỏ nha. Tại cái này là lá non nó mới đầu nó ra gì nha anh chị. Chứ mà là lá nó già là cứ gì không nè. Đó. Đây là nó đang ra lá non rồi nha anh chị. Nhưng mà lá non này em vận chuyển tới anh chị cho nó bị héo ha. Đó. Có nghĩa là lá linh sam song hình lá gí ha anh chị. À, mới đầu lá non thì nó hơi bự gì nữa là nó rút lại nhỏ xíu nha anh chị. Rồi cô chú anh chị nào đang xem nó bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh chị. Hôm nay em giao luôn cái lô này là đồng giá 40.000 ha. Số đầu tiên là B25. Đồng giá 400.000. Em còn có mấy cây nữa hết anh chị ơi. Hoành nó 13. Chiều cao tới em đo tới dưới đây là 44 nha anh chị. Này dưới đây nó có cái gốc dưới đây nè ha. Này linh sam này trồng trong ống từ nhỏ luôn nha anh chị, nên cái này về mình ôm đá cũng được ha. Mã số này là mã số B25 400.000 em bao ship. B26 nè đó. Hoa của nó cũng màu tím nha anh chị. Rồi em đo cho cái gỗ trên đây là 15 hoành. Chiều cao nó là 42. Lá non này sẽ bị dập héo nha anh chị. Mã số B26 400.000 em bao ship. B27. Lô này đẹp đẹp không anh chị ơi? Còn mấy cây duy nhất? Hoành nó 11. Chiều cao nó là 42. Rồi B27 400.000 luôn anh chị. B28. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 39. Tại này mới tỉa lại nên nó ra lá nâu nha anh chị. Rồi mã số này là mã số B28 400.000. B29. Hoành nó là 12,5. Chiều cao là 37. B29 400.000. Đồng giá 400.000 bao ship tàu quốc luôn nha anh chị. Này lên xanh sông hình lá lý ha. Rồi mã số B30. Đâu cái cổ dưới đây cái cũ luôn ha. Cái cũ này là 16. Nói chung là nó cũng tương tự nhau anh chị, tại chỗ mình đo thôi. Chiều cao nó là 34. Rồi mã số này là mã số B30 400.000. B31. Ngày em nói lại anh chị ha, tại này cái lá non của nó ra thì nó hơi bự một chút xíu nha anh chị. Gần mà lá nó già vậy nè, là nhỏ xíu vậy nha. Để cho anh chị biết một số, tại một số anh chị sợ không biết á, nói không đúng lá ha. Lá của nó dài dài. Này là nhỏ nhỏ, ngón ngón thơm thơm vậy nè. Đó, tại vì nó màu tím nó hơi đẹp hơn chị. Hoành ở đây là 12. Cao là 40. B31. 400.000. B32. Hoành nó 14. Cao là 48. B32 400.000. B33. Chiều cao của nó là 40. B33 400.000. B34. Hoành nó là 12,5. Chiều cao là 44. Rồi mã số B34 400.000. Quanh đây 12. Ôi da, ôi da.
Tiếp theo là mã số B35 quý anh chị, đồng giá 400.000 bao ship toàn quốc ha. Mã số B35 nha anh chị. Quần đây 13. Cao là 52. B35 này cũng 400.000 bao ship. Rồi tiếp theo cây B36. Lên Samsung hình lá gí nha anh chị. Đây, lá nó nhỏ vậy nè. Còn mới đầu lá non thì nó ra hơi bự nha, nên từ nó rút lại. Cái lá non này vẫn sẽ bị héo nha anh chị. B36 dáng rất là đẹp luôn á. Hoành nó gần 13, chiều cao nó là 44. B36 400.000 em bao ship. Rồi tiếp theo mã số B37. B37 em đo hoành dưới đây như vậy là 16, trên này là 14, cao là 48. Rồi mã số này là B37 400.000 luôn anh chị, ba xếp phòng quá. Rồi em xin kính chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc này, ổng gài khoảng chừng một năm trời rồi cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha, kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500g đó. Em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần, mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi, anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó. Chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với cô chú anh chị là cái loại kéo tỉa. Kéo tỉa nha. Hàng này hàng bãi của Đài Loan đó ha. Kéo tỉa Đài Loan. Kéo này là cực kỳ bán. Đó, em bao hàng như chị ha. Này là kéo bãi nha chị, là kéo cũ á. Nhưng mà nó là loại thép đúc nguyên khối như thế này, cán rổ rất là đẹp. Đó, chị có thể xem ha. Cán rổ rất là đẹp luôn ha. Đó, đã xử lý mài nhũa trơn rồi nè anh chị, nhìn tờ giấy nha. Cắt nè. Đó. Rất là mướt luôn anh chị ơi. Đó, thép đúc nguyên khối. Đây là hàng cũ đó nha anh chị. Nó không phải như là anh chị muốn đòi cây mới cáo 1 triệu mấy 2 triệu một cây lận nha anh chị. Nha, này hàng bãi. Đó chị nè. Đó, chất lượng tuyệt vời luôn anh chị ơi. Em bảo hành cho anh chị luôn ha, anh chị nào cứ mở ra xem. Đó, cắt cành. Đó, cắt giấy mà nó mượt còn hơn là cái gì nữa chị. Ha. Yeah.
loại loại kéo tỉa này ha, là 180.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình đó. Kéo tỉa Đài Loan hàng bãi nha anh chị đó, nè cán gỗ luôn, anh chị về thường xuyên thay dầu nhớt cho nó là xài là rất là bền luôn, vĩnh viễn luôn á ha. 180.000 một cây em bao ship. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000 đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị, chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị, có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship, một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình nè. Em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha, rất là em bao bén luôn ha. Nè đây anh chị, không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha, đó nè bao bén luôn đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè đó, mướt rượt luôn, mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây cưa lách rất là bén nha anh chị, chiều dài của cái lưỡi cưa ha tầm khoảng 23 cm nha anh chị ơi. Nè em 23 cm em ha, mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm đó nè anh chị, nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.